Ở Việt Nam chúng ta từ hai thấy một nhỏ cũng không biết nó không bự được. Bạn so cái đầu của mình là các bạn biết quá bự đi. À, lần đầu tiên đấy nó bự vậy. Ở trong cái siêu thị của ở thủ đô London nó có rất là nhiều trái cây rất là ngon. Cái này làm nguyên một thố, toàn là bí ngô. Mình thấy rất là thú vị. Còn đây là trái cây, cái trưng bày có rất là nhiều loại mà, có rất là nhiều loại chứ. Rồi các bạn thấy lạ không? Như là trái kiwi, rất nhiều loại rất là lạ. Cái này là cái trái xoài ha, cái mango của Brazil, xoài của Brazil nha các bạn. Đây xoài Brazil, nhiều trái cây nhìn thấy đẹp và lạ, không thiếu trái cây gì. Trái này là trái ở Việt Nam chúng ta có nhiều này, chúng ta hay nặng nước chúng ta uống nè, dây nè bạn không, rồi dưa lưới, cái này thơm. Bambi, con mua cái trái gì vậy con? Trung Quốc có tiếng Anh nó là gì con? Blueberry. Bao nhiêu tiền vậy? How much? How much is it? Hả? Bao nhiêu bao con? Three bao. Lạ quá. Vô cùng nhiều loại trái cây lạ. Cái trái này là cái trái gì nhỉ? Trái này mình cũng chưa biết luôn. Trái lê. Nó ná như cái bơ. Chuối. Chuối bên này là rẻ nhất. Cái này là quả ốc chó nè. Các bạn, quả ốc chó quá trời nè. Cái này là cái này là điều nè, không biết cái điều đây nhập từ nước nào đây. Việt Nam là nổi tiếng điều, để mình xem điều đó là điều từ nước nào đây. Cái thương hiệu này mình quay để cho các bạn thấy nè. Nó không thấy cái từ nước nào hết, không có từ sản xuất từ nước nào hết. Từ nước Anh luôn các bạn. Điều này được sản xuất chắc là một cái công ty thương mại của nước Anh. Cái đó là quả ốc chó con. Con thích quả ốc chó không? Hả? Con thích quả ốc chó không? Và cái này là cái gì mà lạ thế này nhỉ? Cái này là gì nhỉ? Giống hành nhưng mà... hành nhưng mà không phải là hành. Cái này là cái quả gì? Rất là lạ. Cái này nữa. Cái này thì ốc chó. Rồi cái này quen rồi. Dễ. Đúng rồi, dễ. Cái này quen mà không nhớ. Cái này là cũng... cái hạt gì đây? Đúng rồi, cái này là cái kẹo, kẹo ốc chó có thấy rồi, nho, rất là nhiều thứ. Wow, ở đây rất là nhiều trái cây các bạn, nó quá phong phú đi. Cái này là nấm, nấm nó đều là nấm cúp các bạn, cúp, chua. Còn cái trái này là cái này là bí này. Bí cũng là lạ quá ha. Bí các bạn, trái bí nó rất là lạ. Bí, cà rốt, khoai tây, có nhiều cái rất là lạ. Bơ, hành, các bạn thấy hành này bự ghê, rất là bự. Bự. Cái này là cải, nó rất cải.